Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, bể trên ban phúc, đốn cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Quý Mão sinh năm 1963, đúng trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tài lộc bừng sáng, gặp vận may lớn, trúng số bất ngờ, gặp thời đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, cực giàu có. Đúng tháng 11 âm lịch 2024, con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963, họ được các nhà tử vi học đoán trước là có lộc giàu sang. Theo đó thì vận trình cuộc sống của con giáp này bừng sáng hơn bao giờ, có các tinh trợ giúp, làm ăn, công danh lợi lộc, phất lên như diều gặp gió. Tháng 11 âm lịch năm 2024 được coi là thời điểm đại cát, đại lợi đối với những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Theo các chuyên gia tử vi, đây là giai đoạn mà vận trình của họ bước sang một chương mới rực rỡ và tràn đầy may mắn. Những các tinh quyền uy nhất như tài tinh, phúc tinh, đức tinh xuất hiện, chiếu sáng mạnh mẽ, mang đến sự thịnh vượng và phú quý chưa từng có. Trong công việc họ được quý nhân phù trợ, mọi khó khăn dường như tự động hóa giải, còn cơ hội làm ăn thì liên tiếp mở ra. Những dự án, kế hoạch tưởng chừng bấp bênh bỗng trở nên thuận lợi đến bất ngờ, mang lại nguồn lợi nhuận lớn vượt ngoài mong đợi. Những người làm kinh doanh có thể thu về doanh thu khổng lồ, còn người làm công việc văn phòng sẽ nhận được sự công nhận, thăng chức, tăng lương, mở ra con đường danh vọng rộng lớn, không chỉ dừng lại ở công danh và sự nghiệp, vận may còn lan tỏa đến cả cuộc sống cá nhân. Các mối quan hệ gia đình hài hòa, tình cảm thêm phần gắn kết. Những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn nên tận dụng triệt để thời điểm vàng này. Những ngày tháng 11 âm lịch này chính là thời khắc để người tuổi Quý Mão chạm tay đến sự sung túc, viên mãn. Họ như đang bước vào một giai đoạn mà trời ban phúc lộc, từ vật chất đến tinh thần đều viên mãn, đủ đầy. Thực sự, đây là cơ hội hiếm có, chẳng khác gì thời đến cản không nổi. Với những người tuổi Quý Mão, tháng 11 âm lịch năm 2024 này có thể sẽ mang đến những biến động không nhỏ trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách kiên nhẫn và ứng xử thận trọng, bạn vẫn có thể vượt qua được thử thách. Tuổi Quý Mão, đặc biệt là những người sinh năm 1963, có bản mệnh thuộc mệnh kim, mang trong mình tính cách ngay thẳng, thật thà và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chính vì vậy, trong cuộc sống họ thường gặp may mắn và có sự trợ giúp từ quý nhân khi gặp khó khăn. Những người này sống rất chân thành, giàu tình cảm và có đời sống nội tâm phong phú. Họ luôn thể hiện tình cảm của mình một cách kín đáo, lặng lẽ, không thích phô trương. Và trong công việc, họ luôn hết lòng cố gắng và tập trung vào mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, tháng 11 này sẽ có những thử thách nhất định. Dưới tác động của cục diện tương hình, tuổi Quý Mão cần hết sức thận trọng trong cách hành xử, dễ dàng lâm vào tình trạng ngạo mạn và coi thường ý kiến của người khác. Quý tính chủ lúc này sẽ phải đối mặt với những rắc rối nếu không cẩn trọng, đặc biệt khi làm công ăn lương. Bạn dễ mắc phải sai lầm khi tự cao, bỏ qua lời khuyên của người xung quanh. Chính thái độ tiêu cực này sẽ làm mất lòng mọi người và khiến bạn tự đẩy mình vào tình huống khó khăn. Với những người làm kinh tế, tháng này có thể khiến bạn dễ dàng bị cuốn theo cảm xúc và quyết định vội vàng trong các giao dịch hoặc đầu tư. Hãy cẩn trọng, vì nếu không suy xét kỹ lưỡng, bạn rất dễ gặp phải những rủi ro mà không kịp nhận ra nếu mới bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh mới. Bạn cần học hỏi nhiều hơn, chú ý lắng nghe ý kiến từ những người có kinh nghiệm,
sự thận trọng và kiên nhẫn sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm đáng tiếc. Tuy nhiên, một điểm sáng trong tháng này là phương diện tình cảm. Dưới ảnh hưởng của mộc dục, quý tín chủ lúc này sẽ quan tâm hơn đến ngoại hình và cách tạo ấn tượng với người khác giới. Điều này giúp bạn dễ dàng kết nối và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Đối với các cặp vợ chồng, tình cảm của hai người trở nên nồng thắm, gắn kết hơn. Về sức khỏe, tuổi Quý Mão trong tháng này có thể cảm thấy khá ổn định. Bạn cũng chú trọng hơn đến việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và chăm chỉ tập thể dục để duy trì thể lực. Hãy tiếp tục giữ gìn sức khỏe vì điều này sẽ giúp bạn duy trì tinh thần lạc quan và năng động. Về phương diện sự nghiệp, đối với những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 11 không phải là thời điểm thuận lợi cho công việc. Bạn cần phải thẳng thắn nhìn nhận lại điểm mạnh và yếu của mình. Đừng để những ảo tưởng khiến bạn mắc phải sai lầm. Cục diện tường hình có thể khiến bạn quá tự tin vào bản thân và hành xử một cách kiêu ngạo, từ đó gây mất lòng người khác và làm suy yếu cơ hội thăng tiến. Bạn cũng dễ gặp phải sự phản kháng từ những người có quan điểm trái chiều. Chính thái độ làm việc thiếu tích cực sẽ làm bạn đi vào ngõ cụt, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu một công việc hay môi trường mới. Hãy nhớ rằng khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Bạn cần kiên trì và bền bỉ, đừng nóng vội hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Sự quyết tâm sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách và tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Về phương diện tài lộc, tháng 11 âm lịch năm 2024 có thể mang đến một vài thử thách cho người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Trong tháng này, vận trình tài chính không được ổn định và vững chắc. Do đó, bạn cần thận trọng trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu không cẩn thận, bạn rất dễ gặp phải tình trạng cháy túi nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh. Bản mệnh nên xem xét kỹ lưỡng tình hình thị trường và năng lực của chính mình. Đừng quên kiểm tra thông tin một cách cẩn thận, bởi vì những cơ hội đầu tư tưởng chừng rất béo bở lại có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước. Thay vì vội vàng quyết định, bạn nên khiêm tốn, dành thêm thời gian học hỏi, lắng nghe những lời khuyên của những người đi trước. Đôi khi, đi chậm nhưng chắc chắn lại là cách tốt nhất để kiếm tiền. Tránh xa những quyết định vội vã chỉ để vượt lên trên người khác. Trong khi đó, về phương diện chi tiêu tháng này, với sự tác động của nguyệt lệnh mộc dục, quý tín chủ lúc này sẽ có xu hướng chi tiêu nhiều cho các sản phẩm làm đẹp, quần áo hoặc các món đồ theo sở thích nhất thời. Tuy nhiên, với tình hình tài chính chưa thực sự ổn định, bạn nên hạn chế các chi tiêu không cần thiết, chỉ nên mua sắm những món đồ thực sự cần thiết. Nếu không sẽ rất dễ rơi vào tình trạng thiếu thốn và phải vay mượn để giải quyết những khó khăn tài chính phát sinh sau đó. Về phương diện tình cảm, đây sẽ là điểm sáng trong tháng 11 của tuổi Quý Mão. Những người độc thân có cơ hội đón nhận hạnh phúc nhờ vào sự ảnh hưởng của mộc dục. Quý tín chủ lúc này sẽ chú ý hơn đến ngoại hình và cách ứng xử của mình, giúp bạn nổi bật và dễ dàng thu hút sự chú ý từ người khác giới. Đối với các cặp vợ chồng, mối quan hệ của hai người cũng trở nên nồng nàn thắm thiết hơn nhờ vào việc bạn quan tâm hơn đến bản thân và ngoại hình, khiến nửa kia càng thấy hấp dẫn hơn. Nếu công việc không quá bận rộn, bạn hãy dành nhiều thời gian để ở bên nhau, tạo thêm những kỷ niệm đẹp. Trong trường hợp gặp khó khăn trong công việc, đừng ngần ngại tâm sự với người bạn đời. Quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nửa kia sẽ hiểu và thông cảm, thậm chí đưa ra những lời khuyên hữu ích. Về sức khỏe, tình hình của người tuổi Quý Mão trong tháng này khá ổn định. Bạn cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Cố gắng duy trì lối sống khoa học, ăn uống điều độ và chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn những thói quen không tốt, hãy chủ động thay đổi. Chỉ cần cải thiện một chút trong lối sống, quý tín chủ lúc này sẽ thấy sức khỏe của mình được cải thiện rõ rệt. Nếu cảm thấy căng thẳng, đừng ngần ngại trò chuyện với người mà bạn tin tưởng. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành để tạm thời quên đi những phiền muộn. Xét về tử vi từng tuần trong tháng 11, tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuần đầu tiên có thể mang đến không ít thử thách, nhưng vẫn có phần lấn át các vận, khiến bạn đối diện với một số khó khăn trong tài chính. Dưới ảnh hưởng của đại hao hung tinh, bạn có thể phải đối mặt với những rắc rối gây hao tổn tiền bạc mà bạn không ngờ tới. Mặc dù trong tuần này
vẫn có cơ hội kiếm tiền nhờ vào chính tài và thiên tài. Nhưng vì thu chi không cân bằng và những khoản chi bất ngờ, bạn có thể sẽ gặp khó khăn tài chính, phải vay mượn để giải quyết các vấn đề phát sinh. Về công việc trong tuần của người tuổi Quý Mão, quý tín chủ lúc này sẽ gặp phải một số khó khăn trong suốt cả tuần, đặc biệt là vào đầu tuần khi mọi việc có thể diễn ra khá suôn sẻ, khiến bạn có phần chủ quan và không tập trung cao độ. Điều này có thể dẫn đến những sai sót không đáng có. Tuy nhiên, khi đến cuối tuần, những bất ngờ không lường trước lại xuất hiện, tạo nên những thử thách khiến bạn không kịp trở tay. Dù vậy, đây cũng là cơ hội để bạn học hỏi và rút ra bài học cho mình, nhắc nhở bản thân phải luôn duy trì sự cảnh giác và tập trung cao độ trong mọi tình huống. Về phương diện tình cảm, tình hình tuần này vẫn chưa hoàn toàn khởi sắc. Những tác động từ các yếu tố ngoại cảnh như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp có thể làm xáo trộn mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, nếu cả hai cùng nỗ lực, mọi mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết. Hãy dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe nhau hơn, đó là chìa khóa giúp hàn gắn mọi vấn đề trong quan hệ đôi lứa. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Công việc và tài chính của bạn tiếp tục có những thử thách, vận trình có thể lao dốc, khiến tâm trạng của bạn không được tốt. Bạn dễ bị kích động và có xu hướng đưa ra những quyết định nóng vội. Đừng để cảm xúc tiêu cực chi phối, hãy cố gắng kiềm chế và xử lý mọi việc một cách bình tĩnh hơn. Thương quan xuất hiện đầu tuần sẽ là lời cảnh tỉnh để bạn tập trung vào mục tiêu dài hạn. Đừng để những phút giây lơ đãng làm bạn bỏ qua những lý tưởng quan trọng mà mình đã đặt ra. Tình hình tài chính trong tuần này cũng không khả quan lắm, khi bạn dễ dàng tiêu xài quá mức, đặc biệt là khi không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Quý tín chủ lúc này sẽ dễ gặp khó khăn về tài chính sau này, do đó, hãy chú ý tiết kiệm và lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh để tình trạng cháy túi xảy ra. Về phương diện tình cảm, tuần này khá ổn định, bạn chỉ cần sắp xếp một buổi hẹn lãng mạn để thêm phần gắn kết với người yêu, mọi khúc mắc sẽ nhanh chóng được giải quyết. Những người độc thân cũng có thể nhận thấy trái tim mình rung động, hãy thật tỉnh táo để lựa chọn người phù hợp với mình. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Nhân quấy phá do sự tác động của hung tinh ngũ quỷ, công việc sẽ gặp không ít thử thách và khó khăn, khiến bạn khó có thể tự mình giải quyết. Tuy nhiên, từ giữa tuần, tình hình sẽ dần được cải thiện khi có sự trợ giúp từ Ấn Quang. Hãy tận dụng cơ hội này để khôi phục lại thế cân bằng, sửa chữa những sai lầm và tạo dựng những bước tiến vững chắc cho công việc của mình. Về tài lộc, bạn phải đợi đến cuối tuần mới thấy sự khởi sắc mạnh mẽ, những khoản thu nhập từ nghề phụ hoặc các công việc kinh doanh sẽ mang lại nguồn tài chính ổn định cho bạn. Cuối tuần, sự xuất hiện của thực thần sẽ giúp bạn dễ dàng thành công, nên hãy mạnh dạn thực hiện những kế hoạch mà bạn đã dự tính trước. Tử vi tuần cuối tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Các tinh Thái Dương sẽ chiếu mệnh, báo hiệu cơ hội tốt sẽ đến với bạn. Bạn có thể nhận được sự trợ giúp lớn từ quý nhân, đặc biệt là một người đàn ông có thể giúp đỡ bạn trong công việc. Đây là cơ hội quý giá để bạn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, có thể là một hợp đồng quan trọng, dự án lớn hoặc một vị trí mà bạn mong muốn từ lâu. Hãy nắm bắt thật chặt những cơ hội này, vì chúng sẽ mở ra một hướng đi mới cho sự nghiệp và tài lộc của bạn. Mặc dù trong công việc, người tuổi Quý Mão trong tuần này sẽ gặp một số thuận lợi nhất định, nhưng vận trình tài lộc lại không được như ý muốn. Mặc dù bạn có thể kiếm được một số tiền không nhỏ, nhưng lại rất khó giữ tiền trong tay. Kiếp tài xuất hiện cho thấy, bạn dễ bị lôi kéo bởi những lời dụ dỗ của kẻ xấu, khiến tiền bạc của mình ra đi một cách không kiểm soát. Do đó, hãy thận trọng và tỉnh táo hơn trong các quyết định tài chính. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia khá hài hòa trong tuần này. Dù có những mâu thuẫn xảy ra trước đó, nhưng nhờ sự chia sẻ và thấu hiểu, cả hai lại càng thêm gắn bó và quý trọng nhau hơn. Cả hai đều đồng lòng cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Sự đồng thuận này sẽ giúp mối quan hệ của hai bạn thêm vững chắc và tràn đầy tình yêu thương. Tiếp theo là những ngày may mắn trong tháng 11 âm lịch năm 2024 đối với tuổi Quý Mão. Ngày 9 tháng 11 âm lịch sẽ mang đến những chuyển biến tích cực trong tài vận. Quý tín chủ lúc này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, giúp giải quyết các vấn đề việc hoặc rắc rối trong các mối quan hệ. Từ giai đoạn này, bạn cũng có thể đón nhận tin vui về tài chính,
có thể là một cơ hội thăng tiến, tăng lương hoặc vận may bất ngờ. Vào ngày 15 tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của quý tín chủ lúc này sẽ có nhiều may mắn. Quý tín chủ lúc này sẽ dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc những người ngoài. Hãy tận dụng lợi thế này để tiến gần hơn đến thành công. Hơn nữa, ngày này bạn cũng có thể gặp được người cố vấn hoặc đối tác hiểu và đánh giá cao quan điểm độc đáo của mình. Sự xuất hiện của quý nhân sẽ không chỉ giúp bạn vượt qua những lo lắng nội tâm, mà còn chỉ ra những lựa chọn sáng suốt trong việc đầu tư và quản lý tài chính. Nếu bạn tin tưởng vào phán đoán của mình, thành công sẽ đến với bạn trong tương lai. Ngày 21 tháng 11 âm lịch là một ngày lý tưởng để bạn kiên trì và làm tốt công việc của mình. Những nỗ lực không vội vàng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt là trong việc phát triển nghề nghiệp, bạn có thể nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo vì đã hoàn thành xuất sắc một dự án nào đó, từ đó nâng cao vị thế của mình trong ngành nghề. Ngày này cũng rất thuận lợi để kiếm tiền, với nguồn thu nhập từ cả công việc chính và phụ. Những dự án đầu tư của bạn đang cho thấy dấu hiệu thành công rõ rệt. Ngày 30 tháng 11 âm lịch sẽ là một ngày đặc biệt tại nơi làm việc. Các kỹ năng ra quyết định và khả năng thực thi của bạn đều rất xuất sắc. Bạn luôn biết cách nắm bắt những điểm mấu chốt để thúc đẩy các dự án tiến lên phía trước, dù đối mặt với áp lực và khó khăn. Hơn nữa, quý tín chủ lúc này sẽ biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Mặc dù bạn theo đuổi thành công trong sự nghiệp, nhưng cũng không quên tận hưởng cuộc sống. Khi quản lý một nhóm, quý tín chủ lúc này sẽ dành sự tin tưởng và hỗ trợ hoàn toàn cho nhân viên, kích thích tiềm năng của nhóm và cùng nhau tạo ra những kết quả rực rỡ. Về tài chính, ngày này quý tín chủ lúc này sẽ có những khoản thu bất ngờ từ nghề tay trái hoặc các khoản đầu tư nhỏ. Những quyết định đầu tư của bạn cho thấy bạn đã tính toán đúng đắn, giúp gia tăng tích lũy tài chính của mình. Cuối cùng, theo cẩm nang vận trình cho tuổi Quý Mão tháng 11 âm lịch năm 2024, khẩu quyết cho bạn là sự nghiệp không luôn suôn sẻ như mong muốn, tài lộc có phần bấp bênh, vì vậy hãy thận trọng trong đầu tư. Quý nhân của bạn trong tháng này sẽ là người tuổi Tuất và tuổi Dần, trong khi tiểu nhân là người tuổi Tý và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn trong tháng này là màu xanh lá cây và màu xám, trong khi con số may mắn của bạn là 63, 79, 77 và 34. Ngoài ra, theo tử vi phương Đông, không chỉ năm sinh, tháng sinh và ngày sinh, mà giờ sinh của mỗi người cũng mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời của họ. Giờ sinh không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc đời, mà còn tiết lộ nhiều điều về tính cách và số phận. Vì vậy, hãy theo dõi luận giải giờ sinh sau đây để biết thêm về những may mắn mà bạn có thể gặp phải trong cuộc sống. Người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thường mang mệnh đào hoa sát. Vì vậy, cuộc sống của họ, đặc biệt là nam mệnh, sẽ có nhiều đặc điểm nổi bật. Những người này thường phong lưu, đa tình và ham thích sự thay đổi. Họ không coi trọng hôn nhân gia đình, do đó dễ gặp phải tình trạng ly hôn hoặc tái hôn. Tuy nhiên, nếu biết kiềm chế bản thân, thay đổi thói quen và duy trì sự ổn định trong mối quan hệ, cuộc sống hôn nhân của họ sẽ trở nên tốt đẹp và bền vững hơn. Đối với người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, số mệnh của họ thường gắn liền với cuộc sống tha hương, phải xa quê hương, sống và làm việc ở những nơi xa lạ. Họ có cuộc đời đầy khó khăn và muộn phiền, nhưng lại là người thông minh, linh hoạt và chí khí mạnh mẽ. Trong thời thơ ấu, họ chăm chỉ học hành và thể hiện được tài năng. Tuy nhiên, để sự nghiệp rực rỡ hơn, họ cần phải sống và làm việc ở những nơi xa, nơi có nhiều cơ hội mới phát triển được. Người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thường có tính cách nóng nảy và dễ thay đổi, thiếu kiên nhẫn. Điều này làm cho họ khó đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, họ lại có sự cương trực và năng lực thực thụ. Chính những phẩm chất này sẽ giúp họ vượt qua khó khăn và vươn tới thành công trong tương lai. Với người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, đây là những người có tài năng xuất chúng, vừa giỏi văn, vừa giỏi võ. Họ có khả năng nổi bật và dễ dàng được trọng dụng, mang lại lợi ích lớn cho đất nước. Họ thường nhận được sự giúp đỡ của các sao tốt như tướng tinh và trạch mã tinh, qua đó đạt được danh tiếng và thành công trong công việc. Người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thường có tài năng và nỗ lực suốt đời để đạt được thành công. Tuy nhiên, họ thiếu sự thận trọng và không gặp may, do đó thường thất bại hơn thành công. Cuộc đời họ trải qua không ít sóng gió, nhưng nếu quyết tâm theo đuổi mục tiêu, họ cũng sẽ gặt hái được thành công rực rỡ.
Giới người sinh vào giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, họ mang sao dịch mã chiếu mệnh, nên số phận của họ khá cô đơn, phải bôn ba khắp nơi để cầu danh lợi. Họ thường tự lập, không nhận sự giúp đỡ từ gia đình, dẫn đến thành công không như mong muốn. Tuy nhiên, vào trung vận, vận khí sẽ tốt lên và họ sẽ hưởng được phúc lộc, sống an nhàn hơn. Người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, thường được sao Thiên Hỷ chiếu mệnh, mang đến cho họ cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa hợp và khả năng biến hung thành cát. Họ có quý nhân giúp đỡ trong mọi tình huống, giúp họ tạo dựng được sự nghiệp lớn và sống một cuộc sống bình yên, ít sóng gió. Người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thường thông minh và có tài năng xuất chúng cả về văn lẫn võ. Họ có một sự nghiệp sáng lạng và tiền đồ rộng mở. Tuy nhiên, cần phải đề phòng những tai họa bất ngờ có thể đến trong cuộc đời. Giới người sinh vào giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, cuộc sống của họ thường gặp nhiều bệnh tật, thăng trầm, bất ổn. Tuy nhiên, nhờ sao Minh Đức chiếu mệnh, họ có thể biến hung thành cát, vượt qua khó khăn và tạo dựng được sự nghiệp vững vàng. Người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, thường gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trong việc lập nghiệp và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, khi đến giai đoạn trung vận, cuộc sống của họ sẽ thuận lợi, mọi việc suôn sẻ và họ sẽ hưởng phúc lộc, bình an. Người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, có phúc tinh chiếu rọi, giúp họ vượt qua nhiều gian nan trong cuộc đời. Họ có trí tiến thủ và không ngại khó khăn, vì vậy có thể xây dựng sự nghiệp tương đối vững mạnh, mặc dù cũng gặp phải nhiều thử thách. Cuối cùng, những người tuổi Quý Mão sinh vào giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, thường gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc đời, đầy những chuyện muộn phiền và biến động. Cuộc sống của họ cần phải hết sức cẩn trọng, tránh gặp phải thất bại trong công việc và trong cuộc sống. Quý tín chủ thân mến, trong dân gian có câu người phước sống ở đất có phước, đất phước có người phước ở, nhằm ám chỉ mối quan hệ giữa con người và mảnh đất họ sinh sống. Đất phước là những vùng đất có phong thủy tốt, nơi đất đai giàu sinh khí và có sự cân bằng âm dương. Khi một người có phước, có tâm hướng thiện đến sống tại những nơi này, họ sẽ phát huy hết công năng của đất phước, tạo ra một cuộc sống an lành, thành đạt và thịnh vượng. Đó là lý do vì sao có thể nói hổ thêm cánh. Khi người có phước sinh sống tại đất có phong thủy tốt, công việc và cuộc sống của họ thường sẽ thuận lợi, mọi sự đều thành tựu như mong muốn. Tuy nhiên, dù phong thủy tốt, cuộc sống cũng không tránh khỏi những lúc thăng trầm, giống như mặt trăng có lúc tròn, lúc khuyết. Rủi ro và phước lành luôn song hành và nương tựa vào nhau, đó là quy luật bất biến của cuộc đời. Trong thời xa xưa, khi thiếu kiến thức khoa học, nhiều người tin vào phong thủy huyền bí và cho rằng chỉ cần tìm được mảnh đất có phong thủy tốt, xây nhà hoặc an táng tổ tiên tại đó, con cháu sẽ được hưởng vinh hoa, phú quý và cuộc sống bình an suốt đời. Tuy nhiên, thông điệp sâu xa mà ông bà muốn truyền lại cho thế hệ sau không chỉ là tìm đất tốt, mà còn là sống một cuộc sống có phước, hướng thiện và làm những điều tốt đẹp. Chỉ khi tâm hướng thiện, dù sống ở đâu chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự an lành, hạnh phúc và gia đình sẽ luôn thịnh vượng. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy mảnh đất bạn đang sống thực sự là đất phước, đất tốt. 1. Hàng xóm hòa thuận, ngay thẳng. Người xưa có câu, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Những người hàng xóm tốt bụng, hòa thuận, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn sẽ tạo ra một môi trường sống lý tưởng. Những cuộc trò chuyện, những giây phút vui đùa cùng nhau mỗi ngày chính là dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ mảnh đất này có phong thủy tốt. Nếu bạn sống trong một khu dân cư mà những người hàng xóm hay gây gổ, chuyện nhỏ cũng bị thổi phồng, không có sự hòa thuận, thì phong thủy khu đất sẽ dần bị ảnh hưởng, dẫn đến những cảm xúc tiêu cực trong lòng mọi người. 2. Giao thông thuận tiện, thông tin đầy đủ. Ngày xưa việc di chuyển chủ yếu dựa vào đi bộ hoặc sử dụng xe ngựa, nên những gia đình có điều kiện mới có thể mua được phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, nếu sống tại một khu vực có giao thông thuận tiện, việc đi lại trở nên dễ dàng, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công việc kinh doanh và phát triển sự nghiệp. Những vị trí có giao thông tốt không chỉ hỗ trợ việc di chuyển mà còn giúp gia chủ phát triển buôn bán, từ đó tài vận cũng nhanh chóng đến với gia đình. 3. Vị trí đất có long mạch, cân bằng âm dương. Phong thủy tốt là khi khu đất nằm ở vị trí giao giữa các hướng long mạch, nơi có năng lượng tích cực. Đây là những nơi có sự cân bằng tuyệt vời giữa các yếu tố,
tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của tất cả mọi người sinh sống tại đó. Nơi có long mạch dưỡng cũng mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. 4. Gia đình hòa thuận, cần cù, tiết kiệm. Người xưa dạy, gia hòa vạn sự hưng, nghĩa là chỉ khi các thành viên trong gia đình sống hòa thuận, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thì gia đình đó sẽ phát triển bền vững và mọi sự sẽ thuận lợi. Một gia đình hạnh phúc và đầy đủ nghị lực sẽ tạo ra môi trường sống thuận lợi cho các thành viên vươn tới thành công. Sự phát triển của mỗi người trong gia đình sẽ đem lại tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia đình đó trong tương lai. Cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn phụ thuộc vào sự nỗ lực và cống hiến của mỗi thành viên trong gia đình. Chỉ cần có đủ nghị lực, sự đồng lòng và hướng đến mục tiêu chung, gia đình sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và may mắn. Sự phát triển cá nhân cùng với sự đoàn kết trong gia đình sẽ đưa cuộc sống tới những thành công rực rỡ. Một trong những dấu hiệu quan trọng của mảnh đất giàu phước là khu vực trước nhà phải thông thoáng và tầm nhìn rộng mở. Đây là yếu tố không thể thiếu, bởi nó tượng trưng cho một con đường sự nghiệp rộng mở, công danh sáng lạng trong tương lai. Chính vì thế, khi lựa chọn đất đai để xây nhà hay thuê nhà, bạn nên ưu tiên những mảnh đất có không gian thông thoáng, đón nhận đầy đủ ánh sáng tự nhiên, không bị khuất lấp hay u ám. Một không gian sống dưới ánh sáng tự nhiên tràn ngập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp của gia chủ, giúp họ dễ dàng thăng tiến. Đồng thời, môi trường thoáng đãng còn tác động tích cực đến tâm trạng và sức khỏe của mọi người trong gia đình. Về mặt khoa học, một ngôi nhà thông thoáng với không gian mở giúp không khí đối lưu sẽ mang lại sức khỏe tốt cho các thành viên trong gia đình. Theo phong thủy, môi trường sống có nhiều ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành sẽ thu hút năng lượng tích cực, giúp gia chủ gặp may mắn, tài lộc và sức khỏe. Khoa học cũng đã chứng minh rằng một không gian sống có ánh sáng đầy đủ sẽ khiến con người cảm thấy thoải mái, tinh thần thư thái, từ đó nâng cao hiệu suất học tập và làm việc, tạo nền tảng cho thành công trong cuộc sống. Bên cạnh đó, một dấu hiệu khác cho thấy mảnh đất có phước là khi động vật như chim, ong hay các loài côn trùng tìm đến làm tổ trong khu vực. Theo quan niệm phong thủy, các loài động vật này có linh tính và sẽ chọn những nơi có phong thủy tốt để sinh sống. Khi bạn thấy những loài chim hay ong xuất hiện trong nhà, đó chính là dấu hiệu phong thủy nhà bạn đang rất tốt, thu hút dương khí mạnh mẽ. Điều này mang lại may mắn cho gia chủ, giúp công danh thăng tiến, con cái khỏe mạnh và gia đình luôn gặp nhiều điều vui vẻ, hạnh phúc. Đây là dấu hiệu rất quan trọng, chứng tỏ mảnh đất của bạn là đất phước, đem lại nhiều phúc lành cho mọi người sống tại đó. Tuy nhiên, không phải mảnh đất nào cũng hoàn toàn tốt. Mỗi mảnh đất đều có những yếu tố tốt và xấu, cát và hung. Nếu bạn nhận thấy một số điều không thuận lợi từ khu đất mình đang sinh sống, đừng quá lo lắng hay hoang mang. Người xưa có câu cảnh tùy tâm chuyển, nghĩa là điều quan trọng nhất để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống chính là thái độ và tâm thái của chúng ta. Nếu giữ được tâm an hòa trong mọi hoàn cảnh khó khăn, quý tín chủ lúc này sẽ tìm ra cách hóa giải và vượt qua thử thách. Tâm thiện sẽ tạo ra năng lượng tích cực, khiến mọi hoàn cảnh dù không lý tưởng cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại, nếu tâm của bạn không tốt, hành vi của bạn bất thiện, dù bạn sống ở một nơi có phong thủy tốt, nơi đó cũng sẽ dần trở thành xấu. Hãy nhìn lại lịch sử, chẳng hạn như các triều đại đế vương ngày xưa, dù họ được chôn cất trên đất phong thủy tốt, nhưng nếu bản thân họ không có phước thì mảnh đất ấy cũng không còn phát huy được công năng của nó, và gia tộc của họ sẽ suy vi. Điều này minh chứng cho nguyên lý rằng đất phước chỉ có thể phát huy hết giá trị khi người có phước sinh sống ở đó. Khi hiểu được đạo lý này, quý tín chủ lúc này sẽ nhận thức rõ rằng phong thủy chỉ là một yếu tố hỗ trợ, còn cái quan trọng nhất vẫn là con người, tâm và hành động của mỗi cá nhân. Vậy nên nếu bạn hiểu và thực hành theo đạo lý này, dù sống ở đâu bạn vẫn có thể tạo dựng được một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Vậy bạn không nhất thiết phải nhờ thầy xem phong thủy để thay đổi cuộc sống của mình. Điều quan trọng nhất là bạn cần sống thành thật, đoạn ác tu thiện và chăm sóc phước điền của chính mình. Khi bạn thực hành đúng những điều này, phước lành sẽ tự đến với bạn. Khi có phước, bất kể bạn sống ở đâu hay làm việc gì, phong thủy cũng sẽ tự động theo bạn, mang đến may mắn và thuận lợi trong mọi việc. Giáo lý nhà Phật luôn nhấn mạnh rằng việc tạo dựng phước điền bắt nguồn từ chính nội tâm và hành động của con người. Điều then chốt là phải giữ tâm thiện, nói lời thiện, làm việc thiện và đối xử thiện với mọi người. Nếu bạn tu dưỡng được những điều này, không cần phải lo lắng về phong thủy, vì mọi việc sẽ tự nhiên tốt đẹp. Nói về thiện, có nhiều người vẫn chưa rõ ràng về khái niệm này. Trong giáo lý Phật giáo, thiện và ác có tiêu chuẩn rất rõ ràng.
thiện là tuân thủ theo thập thiện nghiệp 10 điều thiện trong cuộc sống. Đây là những nguyên tắc nền tảng mà mọi người cần theo đuổi, không chỉ trong lời nói mà còn trong hành động và suy nghĩ của mình. Nếu hành động đi ngược lại với những điều thiện này, thì đó chính là ác. Thập thiện nghiệp bao gồm 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, 5. Không nói lời thêu dệt đặc điều, 6. Không nói lời ác khẩu, 7. Nói lời hai chiều, 8. Không tham lam, 9. Không sân hận, 10. Không si mê. Chúng ta nếu muốn cầu phước cho chính mình và gia đình thì cần lấy thập thiện nghiệp làm chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ khi thực hành theo những điều thiện này, cuộc sống của quý tín chủ lúc này sẽ tự nhiên nhận được phước lành và an yên.